Chào anh em đã quay trở lại với kênh Edegai. Thì đây là cái phần 2 trong cái bài hướng dẫn kiểm tra sensor sống và chết. Thì trong cái bài video đầu tiên á, thì có hướng dẫn cái cách để anh em cách quan sát nha, quan sát ở trạng thái là nguội và trạng thái nóng ha. Trạng thái nguội là trạng thái là khi chưa cấp điện, anh em tắt máy rồi đó nha, hoặc là anh em một cái sensor bất kỳ tháo ra. Rồi cái thứ hai là theo kiểu trạng thái nóng là trạng thái là được cấp điện, máy đang hoạt động, thì mình đã được biết cách phân biệt nha. Nói phân tích những nguyên nhân. Ok, thì mình vào phần 2. Thì mình sẽ loại trừ ra những cái cảm biến nó bị hư hỏng thì mình mua con tương đương thay thế. Thì mua tương đương loại nào thì anh em nếu em comment nhiều thì Edega sẽ làm video hướng dẫn riêng nha, comment chia sẻ nhiều. Rồi tiếp tục. Rồi, cái này mình có nói là nha, phần 1. Thì bây giờ phần 2. Phần 2 thì mình sẽ kiếm hành mình đo nha. Hành mình đo làm sao biết là nó còn sống hay chết, và nó là cảm biến loại gì. Giả sử mình có một cái cảm biến như vậy nha, mỗi cảm biến như vậy thì nó không có nói rõ gì, nó không có vẽ sơ đồ hết nha. Giả sử anh em không có điện thoại để anh em tra mã thì làm cách nào để mà mình có thể là như làm cách nào khi mà không có điện thoại để mình tra mã mình có thể được biết chính xác cái con cảm biến này là nó loại nào mà nó còn sống hay chết, được chưa? Giả sử bây giờ mình này là mình có cái em này đây, được chưa? Đây nó em này là mình có cái bài video mình có nói rất là rõ, em dương này, 0V và out này, được chưa? Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra nó còn sống hay chết. Thì anh em đầu tiên em quan sát bên ngoài, body nó còn tương đối tốt nha, thấy cái vết chảy xước gì nhiều và nó bị gãy vỡ bể hoặc đứt dây nhá, dây nó tốt này. Thì bây giờ mình tiến hành cấp nguồn để mình test nha. Đây là tiến hành cấp nguồn để mình test, thì mình đấu vào đó, đây là dương này, đây ấm, đấu đúng màu dây luôn vô nha. Cái này là mình để luôn không sao. Đây ok, thì nếu cảm biến tiềm cận đó, thì nó cảm biến điện cận thì nó có hai loại, cảm biến điện cận điện cảm và cảm biến điện cận điểm dung. Thì trong cái này cái này là với kích thước như vậy thì anh em có thể phán đoán ra nha, nó là một loại cảm biến điện cận điện cảm nha. Thì điểm dung nó cái hình ảnh cái hình dáng của nó khác với em này nha, nó khác nha. Thì phía trên nó có cuộn dây này, thì bây giờ là mình coi thử nó còn hoạt động được không này, thử nhá. Đây mình thử 500, cái này là sao, tại vì cái này có thành phần sắt đây. Đây 500 chiếc nó ok hết, nhưng mà cái này nha, nó một phần có sắt trong nó thì nó sẽ đây em thấy nó sáng đèn không, đây thử lại coi, đây sáng đèn không, ồ sáng quá à. Nha, sáng chưa chắc là xài được nha, đừng có tưởng nó sáng là xài được. Mình phải thử thêm một bước nữa nha, mình phải thử thêm một bước nữa thì là bước nào nha. Cách đầu tiên ta đo bằng đồng hồ nha, đo chút nha. Rồi tao lấy đồng hồ lên đây. Rồi đầu tiên ta đo bằng đồng hồ nha. Thì bây giờ là anh em biết nó có hai loại BNB và NBN. Thì BNB và NBN là cái gì thì sẽ làm rõ ở video sau. Thì video này mình là chỉ là kiểm tra sống chết thôi, được chưa? Bây giờ tôi không cần biết, tôi làm đại đi nha, tôi làm đại, tôi cho nó vào dương đi, sẵn vô nha. Nếu mà nó vào dương thì cái kia là vào gì, vào âm. Rồi nè, tôi thấy nó là 22V này nha, 22V. Đây tao thử lại, thấy thay đổi em, thấy thay đổi không, 22V. Chẳng lẽ mình kết luận nó là loại gì hả? Chẳng lẽ mình kết luận nó là BNB à, đúng không?
tại sao BNP là nó ao ra mức cao, thấy chưa? Tại vì đây rồi chưa đâu, mình thử theo một bước nữa. Rồi mình là tiến hành xoắn vô cái dây màu màu đen nha, cái quay đo màu đen. Nếu mà quay đo màu đen thì anh em thử đâu, thử vô cái màu nâu, thấy chưa? Thì đó loại gì, 2327 này, 2328 này. Giờ mình đo tiến hành đo nguồn coi. Đây 2331 này. Rồi mình sẽ là đo lại lên đấy nhá. Rồi quay đỏ vô, quay đen. Thấy chưa, em thấy một cái sự khác biệt không? Đây rồi, đây thấy không, chẳng lẽ nó thường đóng à? Rồi mình lúc mà che vào nó mở ra hả, có đúng không? Đấy nha, để ý cái điện áp nhá, 22 32. Rồi bây giờ mình thử này, rồi thử thêm lần nữa. Rồi bây giờ mình thử thêm một lần nữa nhá. Bây giờ là mình tiến hành mình đây màu đen vào, mình đo vào cái gì màu nâu, màu nâu đây, anh em thấy nó không lên gì không? Bây giờ mình tiến hành mình kích, anh em thấy cái điện áp không? Cái điện áp của này là có 22V mấy à? Bây giờ là lên 23V mấy, thì giờ gần bằng cái điện áp đỉnh mức nha. Đây này, 22V 38. Đây nha, 23V 32. Đây, 23V 32. Đây nha, 23V 30. Dạ, gần bằng. Thì mình kết luận gì? Mình kết luận cái loại này là đĩa quay đen nhá, quay đen đấu vào đây. Thấy quay đen nào? Đen đấu vào màu đen. Thì kết luận loại là gì? Là NBN thường gì? Thường mở nha, thường mở, thấy chưa? Thì cái giá trị điện áp nó phải xấp xỉ bằng giá trị đỉnh mức cấp cho cái con sensor này thì nó mới đúng, còn nếu mà nó thấp hơn là sai. Được chưa? Ok, bây giờ mình đó test lại lần nữa. Đây thấy chưa, có 22 mấy à, thấy chưa? Đó, ok, đó là cách để anh em phân biệt là cái con sensor loại gì nha. Cái độ chênh lệch rất là thấp, mình phải để tốt nhất là sử dụng đồng hồ điện tử này là tốt nhất, nó không bị sai số nha. Còn đồng hồ cơ anh em phải nói chung là phải để ý đến cái vạch của nó, được chưa? Rồi tiếp theo nhá. Mình tiếp theo mình đo những con khác có sao, nó có phải đúng như vậy không? Rồi tiếp theo tôi lấy cái con này bỏ qua bên nhá. Đây bỏ qua bên, màu xanh bỏ qua bên. Bây giờ thử con khác đây, có con u này, u này thì cứ thấy số máy nó mất tào lao rồi, được chưa? Sao biết nó sống hay chết mà nó loại gì? Đây rồi mình cấp nguồn cho nó, trời ơi, cấp nguồn vô bình thường làm này rồi, được chưa? Này này body nó còn tương đối. Bây giờ thử này, thấy không, thấy chất đen không? Ok, bây giờ kết luận là hàng này còn xài được thôi, còn nói chung là còn tín hiệu, nhưng còn xài được hay không thì còn sống hay chết thì phải test thêm một lần nữa. Đây test bằng cái nào, đồng hồ thôi, ta tiếp tục, ta không quan tâm, ta quất cho màu đen, sống vô dây màu đen. Thì nếu mà sống dây màu đen thì ta đo đâu, đo màu đỏ này, màu đỏ này. Dạ điện áp rất là kỳ, có 2.3V nè nha. Đây đo không thay đổi luôn nha bà con. Đây thế, thấy không, có 2.3V trong khi cái kia là 2.3V. Thấy chưa? Ok, giờ mình quay ngược lại là màu đỏ này thì sao? Nếu mà màu đỏ thì ta vô chân màu xanh vậy thôi, không lên, thấy không, không lên. Thử coi đó, thấy khác biệt nhiều không? Nó lên gần 22V mấy luôn, gần bằng đỉnh mức. Bây giờ cái kia rất là có 3V mấy à? Thì mình kết luận sao? Kết luận con này còn xài được, nhưng mà phải thêm một cái nữa. Thì anh em đón xem review tập 3 nhá, tập 3 sẽ chỉ cái phần thứ 3, tập 3 nhá. Đấy, thêm cái chắc ăn. Đấy, đó 22V mấy, nha. Yeah. Khác biệt hoàn toàn với kia, yeah, khác biệt hoàn toàn với cái này anh em xem đó. Nhưng mà thử lại lần nữa này, mình
que đen vô, mà đen thì que đỏ vô. Dạ, que đỏ vô dướng thôi. Dạ, đây. Nếu có 3 bên mấy thấy chưa? Thử nó không vậy à. À, giờ mình có thể kết luận sơ bộ là này loại gì? Loại gì? BNB thường mở. Được chưa? Đây, BNB thường mở. Tại sao thường mở? Tại vì điện áp nó bình thường nó không lên này. Nghe lên. Được chưa? Rồi có những cái sensor cũng sẽ làm tương tự như con này. Nha, như con này cũng làm tương tự. Nha, thì mình thử một con nữa rồi thử con này đi ha. Thôi, thử con một con đi rồi mình kết thúc video nhá. Rồi bỏ đi. Bạn rồi, em này nhá anh em đã tắt xong. BNB nhá, thử mở. Ui. Thì em này coi. Rồi em này coi, em này cũng đúng từ nhá. Có gì đâu mà lăng tăng. Cắt bớt đi cho nó dễ nhét coi. Nha, rồi, để ý màu này nè, đây. Nè. Đúng rồi vô. Không gì lăng tăng cả, được chưa? Đủ. Em này cũng tương đối, dây giờ cũng cứng cáp, được chưa? Chạy sức cũng tương đối, bây giờ mình thử coi. Rồi, thử coi lên không? Này. Ồ, đây thấy đèn sáng không? Đó, đèn sáng đó. Thì làm sao? Đo tiếp, đo tương tự như vậy, đo luôn. Không có đồng hồ đo, mua đồng hồ nha anh em. Đầu tư mua. Đó, mình đã gắn vô rồi. Bây giờ tiếp tục em này. Đây, quan sát này. Sáng. Quan sát nha. Thấy không? Sáng. Ok, bây giờ nó còn tốt hay không thì mình phải thử một bước nữa. Đây. Mình lấy đại đi. Lấy đại đây. Vô đại đây. Bây giờ cái này vô một màu gì? Màu đen á thì sao? Vô màu nâu. Đó, rồi. Thử coi. Để ý cái đồng hồ nha. Ồ, thay đổi này, tăng này. Dạ, rồi, đo thêm lần nữa, 2250 này. Rồi. Thêm một lần nữa mới khẳng định được. Dạ, rồi mình tiến hành mình thay đổi qua đỏ qua đây. Đỏ vô mà giờ vô cái chân cái dây màu đen. Rồi màu đen cho gì? Vô 0V trừ. Chưa? Để ý cái đồng hồ nha. Đây. Em thấy không? Thì cái giá trị nó, cái điện áp nó không đưa về được cái giá trị đến mức nha. Sắp xỉ đây, thấy không? Thì kết luận sao? Kết luận cái này là loại gì? Cái này là gì? NBN. Nha, NBN. Được chưa? Yeah, cái loại là NBN mình thử nữa nha. NBN nha anh em. Thì rất vui khi anh em theo dõi cái phần 2 này. Thì anh em đăng ký để xem thêm cái phần 3 nha. Hướng dẫn là kiểm tra chính xác nhất. Cái này là đo bằng đồng hồ thôi, nó còn một phần nào đó nha, chưa hoàn toàn đâu, khoảng 80 đến khoảng 85% thôi. Còn một cách kiểm tra nữa hoàn toàn chính xác, biết chắc chắn là đó là quạt bím loại gì, còn sống hay chết, chính xác tuyệt đối. Anh em đón xem phần 3. Xin chào, hẹn gặp lại ở phần 3.